Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái video mình nghĩ sẽ rất là hứng thú cho các bạn. Đây là cái bài học mà chúng ta sẽ đến với nhau trong cái phần đó là đọc một bài khóa, học tiếng Anh qua một bài khóa. Thì từ lúc giáo trình bắt đầu đến bây giờ là unit này unit thứ 14. Từ lúc bắt đầu giáo trình đến giờ là lesson thứ 14, chúng ta mới có một bài khóa để thật sự học tiếng Anh qua một bài khóa thì nó mới thật sự là học tiếng Anh, và chất lượng cũng như khả năng tiếng Anh các bạn sẽ đặc biệt thay đổi sau cái bài học này. Các bạn hãy cẩn thận với bài học này nhé. Bài học này chúng ta sẽ thấy một cặp vợ chồng đang ngồi tựa vai vào nhau. Bài học này có tên là Reading and Listening, đó là đọc và nghe lại. Câu hỏi tiêu đề của bài khóa là Where are they from? Tức là họ đến từ đâu? Where are they from? Họ đến từ đâu? Where are they? Thì ta học được từ they là từ họ. Ghi lại cho các bạn nha. Bây giờ ta sẽ nghe lọc lướt qua cái bài này, nội dung của cái bài này. Thứ nhất ta sẽ có từ this is a photograph. Thì bốn từ này không phải là từ mới nữa rồi. Từ this, từ is, từ a photograph thì các bạn không phải từ mới nữa rồi. Đây là một bức tranh nữa. Từ photo là bức tranh, từ a là một, this is, this là đây, y là to be là, đúng không? This is a photograph, đây là một bức tranh. Of thì ta sẽ học từ of. Từ of là từ của nhá. Ta sẽ có từ they là họ, từ của này. Còn từ of. Miguel and Galena. Từ n là từ và, ta học trong bài trước rồi. Thì cái cô Galena này nó có cái tên đuôi đằng sau là Da Costa nữa. Tức là tên nó hơi dài. Rồi, tên hơi dài. Galena Da Costa. Rồi, Da Costa. From là đến từ này. Đến từ Rio de Janeiro, đến từ Rio de Janeiro. Yeah. Sau đó ta sẽ có they are in New York. Bây giờ ta sẽ có từ in, cũng là một từ mới. Thì they là họ là học rồi, they là họ là vừa nói rồi. Thì a là to be thì ta dịch ở đây là nghĩa là ở. Thì từ in là bên trong. Bên trong, ví dụ như các bạn bỏ một cái gì đó ở bên trong cái cốc này thì ta dùng từ in, tức là nó ở bên trong. Nói bên trong các bạn nhé, thì gọi là in. Thì ở đây là in New York, tức là thành phố New York ấy, Mỹ, đúng không? Thì ta sẽ có Miguel is from Brazil. Miguel này đến từ Brazil, anh là người Tây Ban Nha, anh là người Bồ Đào Nha. Thế sau đó là Galila thì là đến từ Toronto in Canada, tức là đến từ Canada, đúng không? They are married, họ là married là hôn nhân hay là kết hôn hay là vợ chồng nha. Thì they are married tức là họ là vợ chồng, married là hôn nhân hay là vợ chồng. Cho nên là is a doctor, ta có is là một, doctor là bác sĩ, cô ấy là một bác sĩ. Vậy ta có rất nhiều từ mới ở đây. Yeah. Từ they là họ, từ of là của, từ in bên trong, rồi từ married là hôn nhân, từ doctor là bác sĩ. Sau đó là từ her là của cô ấy, đúng không? Cái gì của cô ấy bạn đoán đi. Hospital là bệnh viện của cô ấy, tức là cái nơi mà cô làm việc ấy, bệnh viện, vì cô là bác sĩ mà, doctor là bác sĩ, thì her hospital là bệnh viện của cô ấy. Is in ở, từ y ở đây ta dịch ở, in là trong. Is in the center of Rio. In the center of Rio thì ta sẽ có từ the nữa. Đó, từ mới là từ the. Từ the center of Rio. Câu sẽ nói các bạn là từ the này là một mạo từ. Khi mà chúng ta nhớ về cái mạo từ đấy thì the ở đây sẽ là một mạo từ. The chính là một mạo từ các bạn nhé. The là một mạo từ. Đấy, mạo từ cũng có nghĩa là một, nhưng nó mang tính xác định, còn thì không có tính xác định. Còn là dùng cho danh từ không xác định. In the center of Rio, tức là trung tâm của Rio. Các bạn biết là trung tâm của thành phố thì chỉ có một trung tâm thôi. Thành phố chỉ một trung tâm thôi, đúng không ạ? Ví dụ trung tâm vũ trụ thì gì, chỉ có một trung tâm thôi, đúng không ạ? Tức là trung tâm của cái bút chì này, hay là trung điểm của cái bút chì này thì chỉ có một thôi, không có hai được, đúng không ạ? Thì ta sẽ dùng từ the, tức là tính duy nhất. Nó xác định được, tức là nó xác định được, bởi vì nó chỉ có một thôi mà, thì nó mang tính xác định cao. Thì ta dùng cho mạo từ the. Đấy, thì chốc nữa Lộc sẽ đánh vào kiến thức cho các bạn. Thì chúng ta cứ học bài khóa đi đã. Thế là her là của cô ấy, hospital là bệnh viện của cô ấy, is in ở trong, is in ở trong, the center trung tâm of Rio, Rio là thành phố Rio,
Đấy. Meal is the teacher. Is a teacher là một giáo viên. Teacher là giáo viên. His school. School là trường học. His school. His school là trường học. Đấy. Bạn bạn học trường nào thì đấy là trường học của bạn. Thì chúng ta sẽ dùng my school. Đấy. Trường học của tôi, my school. Đấy. Ở đây ta dùng his school là trường học của anh ấy, nhưng anh ấy làm teacher ở cái trường học đấy chứ không phải là học sinh. Đấy. His school is in the center of Rio. Cũng ở trong trung tâm của Rio luôn. À, thì ta có từ to là cũng. Thì đây ta sẽ có một số từ mới. Và đàn học sẽ cho các bạn những từ mới nha. Thứ nhất là ta có từ they. Từ they nó là họ, đại diện cho từ họ. Họ hay là bọn họ, bọn nó hay là hội đó, hội đó gì đó. Tiếng Việt, tiếng Việt ta có rất nhiều từ nghĩa liên quan đến này. Ta chỉ một đám đông, chỉ từ hai người trở lên ta dùng từ họ, đúng không? Nó là một danh từ, nó là chủ ngữ, đúng không? Bây giờ ta tiếp theo ta có từ in. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với các bạn học cái từ mới nha. Thứ nhất là từ dây. Từ dây này ta có âm thờ, các bạn nhớ âm thờ cách đọc như nào nhỉ? Đặt lưỡi bên trên hàm răng trên, đúng không ạ? Là thầy, dây, dây, dây đấy. Từ in, âm cổ họng này, y ngắn này, y, in, rồi. Từ ơ cũng là âm cổ họng này, nhưng há mồm to hơn, ơ, ơ, rồi. Từ married, ta có từ abed, đúng không ạ? Abed, I, đúng không ạ? Và e, married, rồi. Thì trong âm đầu tiên ta nhỉ, married, mé mạnh lên, rồi, married. Tiếp theo là hospital, hospital, o ngắn, y ngắn, và to, hospital. Tiếp theo là center. E, sure. Đúng không? Center, center, center là trung tâm, hospital là bệnh viện. Tiếp theo ta có từ teacher là giáo viên, y dài, teacher. Các bạn phải nhớ này, teacher. Các bạn nào là teacher không đúng, teacher không đúng các bạn nhé, teacher không đúng, nó là teacher, đúng không? Teacher. School cũng là u dài, các bạn học là school, school không đúng. School là ra một từ khác, thì school vẫn là u dài, các bạn học ngân dài ra. School, school, schooler đấy, schooler, school, là trường học. Chúng ta sẽ đọc từ mới một lượt nhá. They, in, of, merit, hospital, center, teacher. School, school, teacher, center, hospital, merit, of, and, they. Ok, Ngọc sẽ phân tích. Bây giờ nó sẽ phân tích cái cách đọc của đoạn văn để cho các bạn đọc làm sao cho nó giống Tây nhất nhá. Thì ta sẽ nói là this is sir, nối âm, this is sir, photograph, đúng không ạ? Thì ta sẽ nối từ frap vào từ grapher này, nối vào up là phập luôn, đúng không ạ? This is the photograph of Miguel and Galina. Da Costa from Rio, from Rio de Janeiro. Đấy, các bạn thấy nhá. Đọc nhanh này. This is the photograph of Miguel and Galina da Costa from Rio de Janeiro. Tiếp theo là dây ở, dây a nhá, dây ở. Dây a diễn hay là dây ra diễn, dây a diễn, dây a diễn, dây a diễn New York. Migo is from Brazil. Đấy, đọc thế nó mới Tây các bạn nhé. Nhấn vào đâu? Cái gì có cái âm gió thì các bạn phải phát nó lên. Is from Brazil. And Galena is from Toronto. Đó. In Canada. Thì các bạn nhớ nhỉ? They are married. Thì các bạn phải nhấn âm vào merit này, đó, cung cấp thông tin trực tiếp. Đó, còn những cái dây a này nó lại nó là cái chủ ngữ và cái to be nó không quan trọng lắm, đúng không? Ta đọc nhanh và nhẹ lướt qua nó thật là nhanh. They are married thì các bạn biết là đọc cái gì nhanh, đọc cái gì chậm. Ví dụ this is đọc cái thế thì nó quê mùa. This is a photographer. This is the photograph of Miguel and Galena da Costa from Rio de Janeiro. Đấy, thấy không? Nhấn này.
photograph of Miguel and Galena Las Cota from Rio de Janeiro. Đấy. They are New York, they are in New York. Đấy. Nhấn vào cái gì cần nhấn. Cái gì mang ý nghĩa, nội dung thì đang ấn. Còn cái dây A là động từ to be rồi là in là giới từ này, ta đọc nước nhanh, đúng không? Đấy. Miguel is from Brazil and Galena is from Toronto in Canada. They are married. They are married. Nhấn mạnh vào từ này. Galena is a doctor. Yeah. Nhấn mạnh vào từ doctor. Her hospital. Nhấn mạnh vào her hospital. Her hospital is in the center. Yeah. It's in the center. Her hospital is in the center of Rio. Đọc là is in. Yeah. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is a teacher. His school is in the center of Rio too. Ok, nhấn vào từ to. Thì đôi khi bạn đọc nhanh cái từ in the center of Rio, người ta không, người ta chưa bắt kịp thì đọc từ to cái thì người ta biết là à, nó cũng là in the center of Rio, giống như her hospital in the center of Rio. Đấy, his school and her hospital. Ok, nhấn vào như vậy. Bây giờ Lộc sẽ đọc nhanh một lượt cho bạn nghe thử nhé. This is the photograph of Miguel and Galena da Scotta from Rio de Janeiro. They are in New York. Miguel is from Brazil and Galena is from Toronto in Canada. They are married. Galena is a doctor. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is a teacher. His school is in the center of Rio too. Ok, đây là cách đọc của mình. Đấy. Thì mình đã phân tích cách đọc đây cho các bạn rồi. Thì mỗi bài khóa mình sẽ lại dạy các bạn như vậy. Chủ yếu là ta học đọc, học nói, học nghe. Nó phải là thuần thục, nó phải là nhanh, nó phải là chính xác, nó phải là tuyệt vời, perfect, đúng không các bạn? Đấy là thể hiện là khả năng các bạn sử dụng được tiếng Anh. Chứ các bạn biết nhiều kiến thức, biết nhiều từ mới chưa chắc là sử dụng được hết, đúng không? Chúng ta, con người ta có giới hạn đấy, cho chỉ dùng khoảng tầm 3-5.000 từ vựng hàng ngày là đã là quá giỏi rồi. Đã là giỏi rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tất cả những cái bài, lắng nghe cái bài luyện đọc này từ đến cuối. Thì mình sẽ bật lại 3 lần cho các bạn lắng nghe. Sau đó thì các bạn học thuộc cái bài khóa này cho mình, học thuộc bài khóa này cho mình nhá. Các bạn học thuộc bài khóa này cho mình. Mình sẽ bật 3 lần thôi. Script 2.10. Where are they from? This is a photograph of Miguel and Glenna da Costa from Rio de Janeiro. They are in New York. Miguel is from Brazil and Glenna is from Toronto in Canada. They are married. Glenna is a doctor. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is a teacher. His school is in the center of Rio too. Where are they from? This is a photograph of Miguel and Glenna da Costa from Rio de Janeiro. They are in New York. Miguel is from Brazil and Glenna is from Toronto in Canada. They are married. Glenna is a doctor. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is a teacher. His school is in the center of Rio too. Where are they from? This is a photograph of Miguel and Glenna da Costa from Rio de Janeiro. They are in New York. Miguel is from Brazil and Glenna is from Toronto in Canada. They are married. Glenna is a doctor. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is a teacher. His school is in the center of Rio too. Okay, rất là hay đúng không ạ? This is the photograph of Miguel and Galena da Costa from Rio de Janeiro. They are in New York. Miguel is from Brazil and Galena is from Toronto in Canada. They are married. Galena is a doctor. Her hospital is in the center of Rio. Miguel is teacher. School is in the center of Rio too. Ok, rất dễ, đúng không ạ? Không gì khó, nó rất là ngắn và nó rất là cơ bản, rất là đơn giản, không có gì quá khó cả. Phần cuối cùng của cái video này là chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi Where are they from? Họ đến từ đâu? Người ta sẽ điền Miguel is from, đến từ đâu, đúng không ạ? Thì nó bạn ghi vào đây, đúng không ạ?